Thói quen của ngỗng. Ngày xưa, ở vùng nọ có một nhà giàu có, trang trại rộng lớn, đủ các loại thú nuôi và hoa màu, chẳng thiếu thứ gì. Hai vợ chồng nhà ấy nổi tiếng là sởi lởi phóng khoáng, bữa ăn họ thiết đãi khách lúc nào cũng thịnh soạn. Ôi quý hóa quá, lâu lắm rồi anh mới tới nhà chúng tôi chơi đấy. Mời anh đi thăm thú trang trại nhà chúng tôi một lượt nhé. Đây ắt hẳn là khách của ông bà chủ rồi. Cục to, không biết ông ta ăn gì đây, hy vọng hôm nay không đến lượt chúng ta. Ây da, lũ bò gà kia hẳn không biết mình vốn có khả năng nghe tiếng loài vật. Tôi có việc lên thị trấn, qua đây thì cũng đã tối muộn, nên ghé qua đành xin ngủ nhờ anh chị một hôm. Không làm phiền anh chị chứ? Phiền gì chứ, tôi rất vui là đằng khác. Anh đã đến, tôi phải đón tiếp chu đáo chứ. Anh vốn rất sành ẩm thực, tôi nhất định phải chiêu đãi món gì xứng đáng. À, hay là bắt một con ngỗng để tôi thết đãi bạn quý nhé. Thôi, không cần phải vậy đâu. Thịt ngỗng vốn hiếm và là loại thức ăn sang trọng, tôi đâu dám. Anh không cần phải khách sáo như vậy đâu. Với tôi, anh chính là vị khách quý. Tôi không tiếc anh một thứ gì cả, nên anh đừng ngại, mời anh vào nhà. Cảm ơn anh chị, nhưng cũng đã muộn rồi, tôi cũng đã ăn ở bên ngoài. Thôi thì có gì để sáng mai cũng được. Vâng, vậy tôi sẽ chiều theo ý anh. Anh là khách quý của tôi mà. Nay chúng ta có khách quý, xem nào, các ngươi cũng lớn đủ ngày đủ tháng rồi, con nào béo tốt hơn nhỉ? Ây da, nom cũng chẳng khác nhau là mấy. Ngày mai ta sẽ làm thịt trước một con để đãi khách. Ôi không, ông bà chủ sẽ thịt một trong hai chúng ta. Chúng ta không thể rời xa nhau được. Mình bình tĩnh đi, đừng buồn, rồi sẽ có cách giải quyết thôi mà. Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi trước. Mình ở lại. Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ? Tôi đi trước. Không, là tôi. Có ai đó nói chuyện thì phải. Quá ra... Sao anh lại vội về vậy? Tôi xin lỗi, tại tôi chợt nhớ ra có chuyện phải làm. Nếu ở lại e rằng sẽ muộn mất, vậy nên tôi đành cáo lỗi lần này, để lần sau tôi tạ lỗi với vợ chồng anh nhé.
sự ra đời của điện thoại di động. New York, năm 1973. Dạ, thưa ngài Martin Cooper. Dạ, chủ tịch Robert Gavin cần gặp ngài gấp đấy. Anh ra ngoài nghe điện thoại đi ạ. Ừ, tôi biết rồi. Cậu cứ ra ngoài trước đi rồi tôi ra. Dạ, ngài nhanh lên nhé. Chủ tịch đang hối việc gấp đó. Rồi, tôi biết rồi. Dạ, thưa ngài Martin Cooper. Ngài vẫn còn ở đây sao? Ngài Robert đang chờ ngài ra nghe điện mà. Ờ, thế à, tôi quên mất. Tại tôi đang bận nên chẳng nhớ gì cả. Tôi xin lỗi nha. Ờ, tôi biết ngài rất bận, nhưng ngài Robert đang chờ ngài nên cũng rất bực bội. Ngài mau ra nghe điện đi ạ. À, được rồi, tôi ra ngay đi. Ngài ra luôn đi. Chứ tôi mà ra bây giờ, ngài lại mãi việc mà quên nữa đấy. Nhanh lên ạ. Rồi rồi, tôi biết rồi. Alo, tôi Martin Cooper nghe đây ạ. Ờ, điện thoại cúp rồi hay sao đấy? Có thấy ai nói gì đâu. Toàn tiếng tít tít thôi mà. Ờ, thế ạ? Chắc ngài ấy chờ lâu quá nên cúp máy rồi. Vậy ngài cứ đứng đây đợi một lúc nữa đi ạ. Chắc ngài ấy gọi lại bây giờ đấy ạ. Ngài đừng đi đâu cả. Đứng đây đợi ư? Vậy thì mất thời gian lắm. Hay là tôi vào làm việc tiếp nha. Lúc nào ngài ấy gọi lại thì anh gọi tôi ra. Lần này tôi sẽ ra thật nhanh, không để ngài ấy đợi lâu đâu. Ừ, thôi, tôi xin ngài đừng đi đâu cả. Cứ đứng ở đây chờ đi. Ngài vào trong, mất công ngài ấy gọi lại, chờ ngài đi ra lâu, lại cúp máy thì sao? Ngài ấy đã bực lắm rồi. Để thêm một lần nữa, ngài ấy sẽ đuổi việc tôi mất. Nhưng mà tôi đang rất bận, tôi cần phải vào làm việc. Chẳng lẽ cứ đứng đây chờ à? Mất thời gian lắm. Mà tôi cũng đang làm việc cho ngài ấy mà. Tôi tin không vì chuyện này mà ngài ấy đuổi việc anh đâu. Anh yên tâm đi. Không được, ngài không được đi. Tôi xin ngài đấy. Ngài là tiến sĩ, là trưởng phòng nghiên cứu và phát triển của hãng. Ngài Robert đương nhiên sẽ không trách mắng ngài. Người bị trách phạt là tôi ạ. Xin ngài hãy thương tôi. Nhưng mà tôi đang rất bận, anh có hiểu không? Tôi xin ngài đấy. Ngài ấy sẽ gọi lại ngay thôi ạ. Chỉ 5 phút thôi. Ôi trời ạ, mình phải chờ ở đây đến bao giờ? Nhỡ đâu ông ấy không gọi lại thì sao? Chẳng phải mình đã hoang phí cả một buổi chiều ư? Thật là bực mình. Cái điện thoại chết tiệt này, giá mà mình có thể mang nó vào phòng làm việc của mình. Đã 10 phút rồi mà có thấy gọi lại đâu. Đang bao nhiêu việc thế này, còn bắt mình chờ đến bao giờ nữa chứ? Thôi kệ, lúc nào gọi lại thì mình chạy ra sao vậy? Ông ấy muốn đuổi việc ai thì đuổi, mình không quan tâm. Alo. Chào chủ tịch ạ. Dạ vâng ạ. Ngài ấy đang ở đây ạ. Để tôi nói máy cho ngài luôn ạ. Ngài chờ 2 giây thôi ạ. Dạ tôi, Martin Cooper nghe đây ạ. Martin đấy à, anh làm gì mà tôi gọi mãi không ra nghe máy thế? Có biết là tôi đang cần gặp anh gấp không? Dạ tôi xin lỗi, tôi đang bận việc nên không kịp chạy ra nghe máy. Mong ngài thứ lỗi ạ. Tôi đang có một dự án mới muốn bàn với anh. Ngày mai đúng 7 giờ sáng tôi sẽ họp với anh tại công ty. Anh chuẩn bị nhé. Dạ vâng, tôi biết rồi ạ. Tự nhiên mất cả tiếng đồng hồ chỉ để chờ đợi nghe điện thoại. Mà cũng chỉ là hẹn ngày mai gặp. Điều đó ông ấy có thể nhắn qua người khác cũng được mà. Đâu nhất thiết là phải gặp trực tiếp mình mới nói được. Đúng là quá mất thời gian, quá bất tiện mà. Bực ghê.
Tôi thấy đây là một ý tưởng rất tuyệt vời. Hãy thử tưởng tượng mà xem, điện thoại có thể cầm theo bên người, đi mọi lúc mọi nơi, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc được, không mất thời gian đi lại. Như vậy chẳng phải là tiện lợi hơn rất nhiều sao? Nghe cũng có thú vị đấy. Và thật là trùng hợp, tôi cũng đang tính bàn với anh về dự án mới để cạnh tranh với sản phẩm của trung tâm thí nghiệm Bell Labs thuộc tập đoàn viễn thông AT&T. Là sao ạ? Trung tâm Bell Labs mà trưởng phòng nghiên cứu là Taicho Angel đúng không ạ? Đúng vậy. Nghe nói bên đó đang chuẩn bị ra mắt một thiết bị không dây tương tự. Tôi đang đau đầu nghĩ xem chúng ta nên làm thế nào thì anh lại đưa ra ý tưởng phát minh ra điện thoại di động. Thật sự rất tuyệt vời. Vậy là ngài sẽ ủng hộ dự án này của tôi ạ? Ngài còn chưa nghe tôi trình bày dự án cơ mà. Ngài không lo ngại dự án sẽ thất bại sao? Tôi tin ở anh. Tôi biết anh là một tiến sĩ có tài. Các phát minh của anh như hệ thống đèn giao thông được điều khiển bằng sóng vô tuyến vào năm 1960, cũng như máy phát thanh cầm tay dành cho cảnh sát được giới thiệu vào năm 1967, đều được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Và tôi tin tưởng rằng anh sẽ lập nên kỳ tích với phát minh điện thoại di động. Thế thì tuyệt quá rồi. Đây là đề cương của dự án. Tôi đã thức cả đêm để soạn thảo ra nó. Ngài thử xem. Được, để tôi xem. Dạ, chào ngài Joe Angel. Ngài có chuyện gì bên công ty chúng tôi sao? Tôi nghe nói bên các ông đang nghiên cứu phát minh điện thoại di động ư? Vâng, chúng tôi dự định sẽ sớm cho ra mắt dự án đó. Tôi cũng nghe nói chủ nhiệm dự án đó là ông sao, Martin Cooper. Bên các ông đang ra thông cáo với báo chí là 3 tháng nữa sẽ là ra mắt sản phẩm. Đó là thời gian dự kiến, nhưng tôi sẽ cố gắng cho ra mắt đúng thời gian như kế hoạch. Thật nực cười, các anh đang làm cách trò điên rồ gì thế? Martin, anh đang kiêu ngạo rồi. Đó là không thể nào. Điện thoại không thể hoạt động nếu rời khỏi nơi lắp đặt. Sẽ không có cái gì gọi là điện thoại di động được. Không phải anh đang muốn cạnh tranh với thiết bị không dây của chúng tôi chứ? Tôi cho anh một lời khuyên, anh nên từ bỏ đi thì hơn, không thì sẽ sớm mất mặt đấy. Về phần Martin Cooper, sau hôm công bố với báo giới, ông đã gác lại hết các công việc mình đang làm để tập trung nghiên cứu, phát minh ra cái mà ông gọi là điện thoại di động. Martin ngày ngày đóng cửa ở trong nhà, đọc sách, nghiên cứu rất nhiều tài liệu. Sau nhiều ngày miệt mài nghiên cứu trong nhà lẫn ra ngoài thị sát, ông đã bắt đầu tìm ra phương hướng của mình. Ông đã nghiên cứu, thiết kế ra một trạm thu phát để truyền sóng điện thoại trong không gian và dự kiến sẽ xây dựng nó ở quảng trường New York. 3 tháng sau. Đây sẽ là chiếc điện thoại di động của mình. Cuối cùng thì mình cũng làm ra rồi. Mình đã nói là mình làm được mà. Martin Cooper. Tôi biết anh đang rất phấn khích với phát minh của mình. Nhưng đừng quên là chúng ta còn phải đến buổi họp báo để công bố sản phẩm mới đấy. Tôi nhớ chứ. Chúng ta sẽ đi bây giờ luôn chứ ạ? Tất nhiên rồi. Tôi đang rất nóng lòng xem thái độ của bên tập đoàn viễn thông AT&T, xem họ chịu thua chúng ta như thế nào. Mà anh định thử nghiệm cuộc gọi đầu tiên cho ai vậy? Thưa chủ tịch, đó là một bí mật ạ. Alo, tôi là Joe Angel đây. Chào Joe, tôi là Martin Cooper đây. Thì ra là anh à, nghe nói hôm nay anh tổ chức họp báo để ra mắt sản phẩm điện thoại di động mới mà. Sao giờ anh vẫn còn chưa đến? Hay là thiết bị của anh đã thất bại một cách thảm hại rồi?
Tôi nghe nói anh còn dựng hẳn một trạm thu phát ở giữa quảng trường thành phố. Tôi thật không hiểu nổi anh định làm trò gì với cái trạm đấy. Đúng vậy. Và tôi biết anh đang có mặt ở đó và rất nóng lòng chờ tôi đến, đúng không? Tôi đang đứng ở gần khách sạn Manhattan Hilton và gọi cho anh bằng điện thoại di động của tôi đấy. Tôi chỉ muốn thử nghiệm lần cuối trước khi đến với cuộc họp báo chính thức mà thôi. Anh nói thật sao? Ngày 3 tháng 4 năm 1973, Martin Cooper đã chính thức ra mắt chiếc điện thoại di động đầu tiên với giới báo chí. Có thể nói, đây là một bước ngoặt trong lịch sử công nghệ nói riêng và lịch sử loài người nói chung. Phát minh của Martin Cooper đã vĩnh viễn thay đổi thế giới và đặt nền tảng cho những chiếc điện thoại di động hiện đại ngày nay. Bộ phim được dựa trên câu chuyện có thật của Martin Cooper, cha đẻ của thiết bị liên lạc di động cầm tay tại Hoa Kỳ vào nửa cuối thế kỷ 20. Lời nói dối ngọt ngào. Sao hôm nào anh cũng về muộn vậy? Thì toàn công việc, chứ anh có chơi đâu. Mà em ở nhà suốt ngày, không đồng cảm với chồng được, thì cũng đừng có căng nhăn. Anh cảm thấy rất là mệt mỏi. Sao anh nặng lời với em thế? Ngày xưa yêu nhau, anh có bao giờ thế đâu. Nghĩa là lấy vợ vào, anh thấy bận lòng mà. Em đang bầu bí, anh chẳng đỡ đần em thì chứ. Cũng chẳng được lời an ủi động viên nào. Lại trách móc, lại phàn nàn. Anh mệt mỏi lắm em có biết không? Ngày xưa yêu, em cũng có thế này bao giờ đâu. Anh quá đáng lắm. Nếu anh mệt mỏi như vậy thì thôi luôn đi. Biết lấy vợ mà mệt mỏi thế này thì thà ở vậy còn hơn. Xem nè, người yêu cũ của ông càng ngày càng xinh nha. Dạ, lâu lắm rồi không gặp nàng. Không ngờ giờ khác quá. Ông gửi cho tôi thông tin Facebook của nàng đi. Nè, muốn nói lại tình xưa hả? Nhớ là một vợ và sắp làm bố rồi nha. Chỉ là xem thử tri kỷ ngày xưa của mình giờ thế nào thôi mà. Ừ, lâu lắm rồi mới nghe giọng nói của em. Nhờ có Phong, bà anh mới tìm được thông tin của em đó. Tất nhiên anh luôn có thời gian dành cho em mà. Thế nha. Hẹn gặp lại em nha. Dạ, ngày đó mình và cô ấy đã từng yêu nhau say đắm. Mới chỉ gọi điện thôi, mà sao tự dưng mình cũng cảm thấy thổn thức thế này. Chả nhẽ con tim... giá như... Ừ, alo. Con ơi, về ngay đi. Ba đang nguy kịch lắm rồi con à. Mẹ nói sao? Ba! Ba ơi! Ông ấy đã ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản. Hãy yên nghỉ mình nha. Việc an táng cho ba con coi như đã xong xuôi rồi đó. Giờ con giúp mẹ thu dọn những di vật của ba nha. Vâng ạ. Mẹ à, nhìn kỹ vật của ba, mẹ lại nhớ ba ư? Mẹ đọc được những dòng này trong nhật ký của ba con, khiến tim mẹ nhói đau. Đó là những kỷ niệm và cả những thâm trầm mà cả cuộc đời vợ chồng, mẹ và ba con đã trải qua. Không ngờ ba lại viết lách thế này, toàn những dòng chữ dành cho mẹ và gia đình không thôi. Con quỷ trong đêm.
Con quỷ đêm hôm đấy là... Anh định đưa thằng bé đi đâu vậy? Cuối tuần tôi muốn đưa con ra ngoài dạo chơi. Em cứ làm việc gì mình muốn đi. Ba ơi, sao con thấy ba mẹ hay cãi nhau vậy ba? Ba mẹ của các bạn khác có vậy không ba? Ừ, ba xin lỗi con trai. Ba mẹ sẽ cố gắng không như thế nữa đâu. Giờ ba đưa mình đi chơi. À, xong rồi à, mình xem phim nữa nha. Mình thích xem phim gì nè? Yeah, được đi xem phim rồi, thích quá à. Ba con mình đi thôi. Hôm nay vui quá ba ạ, được đi chơi, được xem phim, trời lại ăn kem nữa. Ngon quá ba ơi. Mình vui là ba cũng vui rồi. Hôm sau cuối tuần được nghỉ, ba lại cho mình đi chơi tiếp nha. Vâng ạ, nhưng con muốn có cả mẹ nữa cơ, như thế sẽ càng vui hơn nữa. Trời ơi! Sao thế ba? Con đừng nói, đừng nhìn gì nha. Có một con quỷ ở đằng trước, ba con mình phải ra khỏi đây ngay thôi. Con quỷ ạ? Ba ơi, con quỷ lúc nãy ba nhìn thấy trông thế nào ạ? Ừ, con đừng hỏi nha. Nếu nó biết con sẽ không thoát được khỏi nó đâu. Con mau vào nhà đi con. Có lẽ đó là những ngày đáng nhớ và cũng là đáng sợ nhất trong cuộc đời của cả ba và mẹ. Hồi đó mẹ cũng biết câu chuyện về con quỷ của ba ư? Mẹ ơi à, ba đi làm rồi hả mẹ? Ừ, ba đi làm từ sáng, sao vậy con? Mẹ ơi, đêm qua khi con và ba đi xem phim về, đến ngã rẽ gần nhà, ba phải bịt mắt con lại, vì ba thấy có một con quỷ. Ba nói con không được nói gì, không được nhìn, vì con quỷ mà thấy, nó sẽ bắt con đó. Ba còn dặn con không được hỏi về con quỷ nữa mẹ ạ. Đó là một con quỷ đi lạc, con đừng sợ nha, mẹ sẽ chẳng để ai làm hại con đâu. Vâng ạ. Xem phim dắt con về nhà, bất chợt đến ngã rẽ gần nhà, nhìn thấy vợ mình cùng người đàn ông lạ đang hạnh phúc bên nhau. Tôi đau nhói trong tim vì người vợ mình hết mực yêu thương lại phản bội mình. Đó chính là lý do mà vợ chồng tôi thường xuyên cãi vã nhau. Thương con, không muốn con bị ám ảnh bởi hình ảnh xấu đó về người mẹ yêu dấu của mình. Vì vậy tôi đành phải nói dối về con quỷ đó. Hóa ra bà nói dối mình về con quỷ đó. Nó không có thật, mà sự thật con quỷ đó chính là... Ba mẹ đã suýt rơi xuống từ bờ vực tan vỡ. Mẹ suýt đã đánh mất hạnh phúc nếu như không vô tình nhận ra. Nhưng tại sao ba gọi người đó là con quỷ? Có lẽ ba đã rất căm ghét. Ba con không căm ghét nó, mà dùng con quỷ như một lời cảnh báo. Ba biết chuyện của mẹ, nhưng ba không hề giận dữ, mà chọn cách nhường nhịn cho mẹ. Nhưng mẹ lại không nhận ra, và vẫn lựa chọn theo cách của mình. Suýt chút nữa đã ly dị với ba, nếu như ngày hôm đó mẹ không vô tình biết được. Hôm đó mẹ mới biết, ba là người hay ghi chép lại những cảm xúc của mình vào trong nhật ký. Mẹ đã đọc tất cả những gì mà ba con viết trong quyển sổ đó và biết được ba cũng từng có tình cảm với một cô gái khác. Nhưng cuối cùng, ba con đã lựa chọn gia đình, dừng lại đúng lúc. Ba đã gọi tên cho việc say nắng của mình là con quỷ để cảnh tỉnh bản thân mình. Vì thế, mẹ đã suy nghĩ lại.
Mẹ đã rất xấu hổ. Đúng như ba con đã nói, say nắng là bản năng ai cũng có thể gặp, nhưng chung thủy lại là lựa chọn, và ba con đã chọn gia đình con à. Chúng ta mãi là một gia đình. Thằng Minh cần có một mái ấm trọn vẹn. Ba mẹ đã rất hạnh phúc bên nhau cho tới khi ba con trút hơi thở cuối cùng. Chính ba là người mang đến cho mẹ biết sự viên mãn lúc về già là như thế nào. Tất cả là vì tình yêu tuyệt vời của ba con đó Minh à. Con cảm ơn ba mẹ. Còn đôi lúc đã vô tình quên mất tình cảm thiêng liêng của những người thân trong gia đình dành cho nhau. Con hãy nhớ lấy, gia đình luôn là tất cả, hãy như ba của con. Hóa ra, cuộc hôn nhân nào cũng có thể xuất hiện những con quỷ. Nhưng việc chống lại được nó hay không lại phụ thuộc vào chính lựa chọn của mỗi người. Ba, con sẽ sống xứng đáng với những gì mà ba đã dành cho con. Câu chuyện con quỷ của ba sẽ đi theo con suốt cuộc đời này. Con nguyện là một người cha tốt như ba. Anh sẽ luôn bên cạnh hai mẹ con,